Thì biết không, ấy cho một cái shop là cũng tại tầm mình từ 50 đến 100 triệu. Một tỷ rưỡi. Bạn Châu đang làm gì vậy? Quay mà đi chụp đâu. Để cái mặt bên trái em đem xuống. Không ăn nữa. Đúng rồi. Còn nhỏ bên trái cái mặt cưng ha. Nhìn nè. Đó, hôm nay có khách mời là cái thằng Miu. Nhỏ Châu vẫn núp không? Vẫn núp rồi. Ăn nhanh lên má. Cái Miu bên trái nó cứng quá. Anh chào, xin kính chào các bạn. Anh chào các bạn đã đến với Bất Thảo Mai đi. Con. Đây là bộ đồ thứ ba trong ngày. Bây giờ thì trời đang mưa. Chúng ta quay kịp không? Người coi quan cảnh của sân khấu nha. Đây là những bức tranh được vẽ lại từ những cái poster mọi người phía dưới của cái phim. Lại thay đồ. Ở sau lưng tường là có một cái bị mạo rất là đẹp. Bây giờ sẽ quay tập tiếp theo. Lần này khách mời là chị Ngọc Quyên. Đây. Chó gì? Hình gì? Sao suốt ngày mày đi xin xỏ người ta vậy? Tại vì máy của mình không có được đẹp. Tại sao vậy? Mỗi job mình nhận cũng phải vài chục cả trăm triệu. Tại sao không có tiền để mua một cái điện thoại cho nó xịn? Nhận tiền tỷ lần đó mà tại... Tại sao vậy? Đi xin vậy đó. Tại sao mình keyboard quá vậy? Mình không sắm một cái điện thoại thiệt là xịn đi. Thôi đi. Nhục vậy là được không? Các bạn biết không, ấy cho một cái shop là cũng tại tầm mình từ 50 đến 100 triệu. Một tỷ rưỡi lần hả? Nhưng mà bỏ ra tiền khoảng tầm 30-40 triệu để mua một cái điện thoại xịn hay là xịn thì không dám bỏ ra. Không biết số tiền đó bây giờ đã đi đâu. Trời ơi, tụt đường mà không nói gì nữa. Châu mệt không Châu? Châu chỉ muốn nằm. Bây giờ bắt cửa nó sụp rồi mở ông lên nữa rồi. Nói chung là hai anh em quay từ sáng sớm cho tới bây giờ. Mới vừa được nghỉ trưa chút xíu để ăn thôi. Và rất là mệt. Nhưng mà phải nói là để phục tinh thần cũng như là ý chí của mẹ. Ui, mẹ cũng ngồi sáng giờ mà mẹ vẫn còn tiếp tục. Bởi vì là mẹ phải không nhớ xí xuyên gì luôn. Nhớ rất là nhiều những cái kỷ niệm từ ngày xưa cho tới bây giờ mà tụi mình chỉ ngồi mà mớm cung thôi. Mình đã mệt vậy rồi, mớm cung mà đã rượu rã như vậy rồi mà mẹ không phải đâu kìa. Hả? Ai vậy? Ai đây? Ủa trong hình có bà ngoài không có vậy? Chị em mất cái đầu. Ủa sao bỗng nhiên có chồng tôi đây? Đây đó dạ em. Còn nhiều nhân vật lắm. Mọi người sẽ nghe chim hơn. Còn nhiều kỳ nhân dị tướng nữa. Ai đây? Ủa? Sao tự nhiên xuất hiện ở đây? Hôm nay tí thăm vợ. Nghe đồn vợ có gì bị tụt đường. Lo em lắng. Cũng tụt đường anh. Ủa em cũng tụt đường. Em cũng tụt đường. Anh lo lắng cho em lắm. Nhưng mà lo lắng cho vợ anh hơn. Nạn.